Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiểu ban vận động và quy động xã hội thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 và ra mắt trang thông tin điện tử của tiểu ban vận động và quy động xã hội. Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng tiểu ban. Tại điểm cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang có bà Lê Thị Vệ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Với phương châm người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, chung tay góp sức để vượt qua dịch bệnh. Trong chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trưởng tiểu ban đã đọc thư kêu gọi vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Do tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn diễn biến rất phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch. Số người gặp khó khăn trong khu phong tỏa cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm, cần được hỗ trợ giúp đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực của nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh xã hội. Đợt cao điểm vận động quyên góp bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, nơi tiếp nhận nguồn ủng hộ ở Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi tiếp nhận ở các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, trong chương trình, tiểu ban vận động tổ chức nghi thức ra mắt trang thông tin điện tử có tên vận động xã hội.mặttrận.org.vn. Thông qua trang thông tin điện tử này để tiếp nhận những đóng góp trực tuyến. Đối với tỉnh Kiên Giang, kinh phí ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền hơn 8 tỷ 243 triệu đồng.